Thời gian qua, truyền hình Người Đưa Tin liên tục phản ánh về tình trạng xe quá khổ quá tải hoành hành trên đê Liên Mạc và tuyến đường Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm trong suốt một thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ, vô cùng khổ. Ngoài ra, cây cầu đam ngày đêm phải gồng mình gánh những chiếc xe nặng vài chục tấn, có nguy cơ gãy sập khiến người dân địa phương hết sức lo lắng. Mới đây, phát biểu trên một tờ báo lớn, ông Nguyễn Thanh Sơn, đội trưởng đội thanh tra giao thông quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, trong 8 tháng đầu năm 2018, đội thanh tra giao thông quận này đã tích cực ra quân tuần tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp xe quá khổ quá tải, xe chở đất đá, vật liệu xây dựng để rơi vãi ra đường bộ trên địa bàn quận. Ông Sơn cũng kể ra rất nhiều khó khăn khi xử lý, do vậy tình trạng xe quá tải quá khổ vẫn chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Ô nhiễm môi trường và tình trạng mất an toàn giao thông diễn ra thường xuyên. Hàng vạn người dân Từ Liêm đang sống khổ sở bởi tình cảnh này. Trao đổi với phóng viên truyền hình Người Đưa Tin, lãnh đạo đội thanh tra giao thông quận Bắc Từ Liêm khẳng định sẽ có phương án đối phó với tình trạng xe quá tải, quá khổ trên địa bàn hiệu quả hơn để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này. Phía lãnh đạo đội cũng bày tỏ mong muốn truyền hình Người Đưa Tin phối hợp tuyên truyền. Truyền hình Người Đưa Tin sẽ chuyển đến các bạn những thông tin mới nhất về cuộc chiến chống giặc xe tải của đội thanh tra giao thông quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.